Rồi, ok, xin chào tất cả mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Một cái video vào cuối tuần. Và vẫn như thường lệ thôi thì hôm nay mình sẽ quay mình clip mình bán chim nha. Rồi, thì để cho mọi người có thể hình dung ra được là chim ở trong nhà thường, tại vì thường mình sẽ mang ra ở ngoài, mình quay cho nó rõ ràng từng con cho mọi người lựa chọn, đúng không? Tại vì mình muốn là mọi người khi mua chim mới có thể nhìn thấy cận cảm được con chim mà mình mua nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên ấy là chim ở trong nhà thì nó sẽ như thế này. Đó, thì mọi người có thể thấy là mình nuôi nó rất là sạch sẽ nha mọi người. Từng cái lồng mọi người cứ nhìn đi, từng cái lồng nó đều rất là sạch và chim nó rất là khỏe mạnh. Đó, chim nhảy nhót bình thường và nuôi theo chế độ là mỗi lồng một con. Đó, cùng với đó là mình đóng trần nhà cho chim luôn đó mọi người. Tại vì mình nuôi hút mật tới nay là cũng đã từ năm 2005 tới giờ. Cho nên là tất cả những cái việc mà con chim nó cần cái gì, điều kiện sống của nó như thế nào, cần ánh sáng ra sao, hay là nuôi như thế nào để chim nó đạt được sức khỏe tốt, thì mình không dám nhận là quá ghê gớm đâu. Nhưng mà mình nghĩ là mình biết đủ làm sao cho chim nó khỏe mạnh và nó ổn định nha mọi người. Rồi, thì sơ qua về cái cho mọi người nhìn một cái chút về cái thực tế là chim mình nuôi trong nhà là giống là như vậy. Tiếp theo ấy, sau đó đây ấy, mình sẽ mang những con chim này ra ngoài và mình quay từng con cho mọi người coi để cho mọi người có thể dễ dàng lựa chọn được. Tuy nhiên ấy, về gọi là về cơ bản ấy, thì chim ở nhà mình nó cũng rất là đồng đều và đẹp nha mọi người. Cho nên khi mà mua ấy, nếu mà mọi người quá phân vân là không biết là tôi mới nuôi, tôi không biết là tôi nuôi con gì bây giờ, thì có thể là giao cho mình lựa chim. Đấy, kiểu là bây giờ tôi mới nuôi, tôi cũng không biết là tôi nuôi con nào cho được, thì ông chọn cho tôi con nào mà nó siêng, nó khỏe mạnh, rồi nó mau mau mỏ, nó hót chấm chấm đấy, để tôi về tôi nuôi cho nó nhanh. Đấy, thì có thể nói với mình như vậy để mình sẽ tự lựa chim cho mọi người ha, để cho mọi người có thể hình dung ra ha. Rồi, tiếp theo là chim mình còn mấy con trong nhà cũng hay hay nè mọi người. Đầu tiên là con sắc pháo này. Con này mình thấy nó siêng hót lắm nha mọi người. Nó hót. Đó. Đó, hót líu đồ ra bộ luôn đấy chứ. Mà con này ấy, nó bị cái là ở cổ nó lông nó hơi thưa mọi người. Nó rớt nó thay ấy. Đó, cổ nó lông nó hơi thưa thưa chút xíu, nhưng mà hót cháy sườn luôn đấy nhá. Đó, con này bán 250 nha mọi người. Đó, 250 con này ha. Rồi, tiếp theo đây có con sắc pháo này, nó cũng ấy thiếu cái đuôi này mọi người. Con này còn đúng một sợi lông đuôi ha, nhưng mà cũng siêng hót lắm. Đó, con này mình cũng bán 250 luôn nha. Đấy, mọi người mà dạng mà mua mấy con pháo mà nó hơi xấu một tí ấy, thì mình bán hai con là 250 nha. Còn con này 300 này. Đó, con này là nó đủ lông đuôi luôn. Đấy, lông đuôi nó đủ, còn đủ cả này. Đấy, mà ra bộ đẹp nữa. Đó, thì mấy cái con mà còn đủ đuôi ấy, thì mình bán là 300 nha mọi người. Đó, đó ra bộ đó. Đó, con sắc pháo nuôi ấy. Mấy cái con này ấy, nó còn truyền đấy mọi người. Và tuần vừa qua thì mình cũng gặp một số người kêu là ủa sao bây giờ không có sắc pháo bổi. Thì cái mùa này ấy, con chim bổi ấy, nó chưa có ra ngoài nhiều cho mọi người, cho nên là bắt được ấy, cái lông nó sơ và khá là xấu. Cả sắc pháo, cả năm màu bụng vàng cũng vậy. Mùa này chim bổi nó xấu lắm, nó không đẹp. Thành ra với lại cả mùa này đang là mùa truyền, lẽ ra là cái lúc mà mọi người cần nuôi những con truyền mới đúng chứ. Tại vì những con truyền ấy là một năm ấy, chỉ có mùa chim non là chính là thời điểm hiện tại này là có chim truyền thôi. Còn bây giờ đến cuối năm ấy, toàn là bổi không rồi, mọi người lấy chim gì mà mọi người thuần. Trong khi đó cái hút mật này nuôi được chim non mới là ngon đấy. Đấy, chẳng hạn như những con này đi, đấy, về nó ra bộ rồi nuôi nó thay lông xong cái là thành chim thuần luôn. Trong khi đó con bổi về nào là thúc đầu này rồi đó, nó có hót, nó cũng có đầu có múa như thế này. Không, nó con truyền mới là đúng. Tới mùa truyền là người ta săn chim truyền, người ta nuôi không hết. Đây là nhiều người cứ bảo là tôi cần chim đẹp. Nhưng mà đẹp ấy, đẹp nó chỉ đẹp cái mã thôi. Nó đẹp cái mã rồi mọi người, chứ còn về cái độ thuần, độ hót, độ múa nó làm sao mà bằng được. Đó, mấy con bổi làm sao mà nó có thể đứng rồi nó ra bộ như thế này được. Hả, con này. Đó, ra bộ không? Rồi hai con này.
Đấy thì những con bổi làm sao mà mình đứng đây rồi nó hót cho mình nghe như vậy được, nó nhảy tùm lum ấy chứ, chỉ có mấy con chuyền nó mới nhăn như thế này thôi. Đấy, nuôi chim mùa chuyền là mình phải kiếm chuyền mình nuôi nó mới mau thuần chứ mọi người. Chứ mùa chuyền mọi người đi kiếm bổi rồi đến mùa bổi đâu có chuyền đâu kiếm đó, không. Rồi năm màu cũng vậy nè mọi người, năm màu mình cũng có con này cũng hot dữ lắm nè. Đó con năm màu bên góc bên trái là năm màu bụng vàng đấy. Đó 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 đó, nó kêu liếu đấy. Thì năm màu thì mấy cái này hàng cắm hạt thôi nha mọi người. Hàng cắm hạt thì mình nuôi được một tháng, hơn tháng thôi. Thì nói chung là nó năm màu bụng vàng mà nó hot chớm như thế này là rất là mừng luôn rồi ấy chứ. Đó. Đó, năm màu mà nó hót như này là ngon lắm ấy nha. Tại vì năm màu nó nổi tiếng là con mà nó chậm hót mà. Đấy mà nó hót được như này là quá tốt luôn rồi. Đấy. Rồi, tiếp theo ở đây là mình có hàng năm màu là hàng to con nữa nha mọi người. Đấy thì năm màu ngoài cái loại mà tiêu chuẩn ra thì mình cũng có một ít cái loại to con nữa. To con này tụi mình đi đánh ở bên Tán Linh ấy. Đấy. Chim rất là bự, cũng là chuyền thôi nhưng mà đấy. Mọi người nhìn thấy không? Màu nó vàng đậm luôn đấy. Đấy mà bắt đầu nó líu rồi đấy. Đó, có mấy con nó chỗ đen kìa. Đấy, chỗ đen đặc đó, không? Đó, có mấy con nó đứng nó cũng líu rồi, nó hót chớm rồi đó. Mấy con này cái dạng mà nó hót hót như thế này là gọi là hót chớm, nghĩa là mới bắt đầu hót. Thì đối với loại năm màu bụng vàng thì như thế này rất là quý nha mọi người. Nó không có như sắc pháo hay là bảy màu. Thường là nuôi có vài bữa là nó hót. Đấy thì năm màu để mà nó hot được như thế này ấy, thì gọi là những con đấy gọi là rất là mau rồi ấy. Kiểu nuôi tháng mà bắt đầu mở mồm ra hot ấy. Đối với loại năm màu như thế rất là quý và mừng luôn rồi ấy. Đó ha, đó có con hàng thứ hai từ trái qua là đó, con đấy nó đứng líu từ nãy giờ. Mấy con này cũng líu líu không ấy chứ, nó đứng im mà líu không à. Đấy nhưng mà tùy lúc thôi, chẳng hạn như bây giờ mình quay không đúng lúc à. Như bình thường là đứng chưa đến là nó hót líu om nhòi hết lên ấy. Nói chung chim nhà mình bữa nay rất là đều nha mọi người. Đấy, đa số là hót. Đa số bắt đầu hót chớm hết rồi đối với năm màu hàng cắm hạt đấy. Còn đối với lại những cái loại như bảy màu sắc pháo thì thôi, hót đều luôn. Rồi, đây đối với loại con bảy màu bổi cũng có mấy con nó xiềng hót lắm này mọi người. Đó, mấy con bổi thì trông nhìn ở trong nhà đen xì như này này. Nhà mình nó nói cứ đến chưa đến là nó như là một cái trại luôn đấy mà. Con này hót, con kia hót và bắt đầu hót nhoi tròi hết lên đấy. Đó. Rồi, tiếp theo con Nepal nha mọi người. Ở đây mình còn con Nepal nó cũng xiềng líu lắm ấy. Đó, bán triệu nha. Nepal con này đẹp. Đấy, ông này xiềng lắm, ông đứng líu cả ngày mà. Nepal giờ nó cũng hết mùa rồi mọi người, ít lắm. Lâu lâu còn ít à. Lâu lâu lọt ra được con à. Đấy. Như con này nó luôn mồm mà. Nepal với ngược lửa thì cứ đến trưa là nó hay há mồm đấy mọi người. Để mọi người về nuôi mà nó há mồm ấy, nghĩa là nó đang nắng quá thì nó kiểu nó nóng quá nó há mồm ấy. Đấy là bình thường thôi, không có gì mà phải lo đâu nha. Đó, líu hơi bị xiêng. Nhưng mà chưa ra bộ đâu. Cái này nó cũng gọi là chim dạng mà mới thôi. Nếu mà ra bộ ở nhà mình thì bữa nay này có bảy màu chuyền với lại sắc pháo chuyền, ra bộ cháy sườn luôn. Hơi bị đẹp. Còn mấy cái loại như năm màu hay là Nepal này với lại họng đen thì dạng mà hot chớm thôi. Đó. Về nuôi cũng nhắn mà mấy loại này đã hot sẵn rồi, về nuôi mấy bữa quen là hot ầm đùng lên đấy mà. Đấy, nói chung là bảy màu thì nó hot đã lắm mọi người. Bảy màu thì không cần phải lo về khi mà nuôi mấy con chuyền. Tại vì chuyền nó là siêu nhăn hot. Ai mua chuyền bảy màu nuôi thì biết rồi đấy. Nếu mà dạng mà nuôi nghe hot thì tầm nói chung là dưới một tuần. Dưới tuần là hot rồi, rất là nhăn. Thank you.
Rồi, ok, đầu tiên là sẽ là chim hút mật 7 màu chuyền nha mọi người. 7 màu chuyền thì xưa nay vẫn nổi tiếng với cái độ dạn và độ mau hót của nó rồi. Mọi người mua về có thậm chí có thể hôm nay mua rồi ngày mai nó hót liền. Đấy, rất là nhanh. Đấy, chim đã chỗ màu hết ở trên cơ thể rồi nha mọi người. Chẳng hạn như con này chỗ đỏ ở cổ này, có những con chỗ xanh ở đầu, nhung ở cánh, hay là xanh nước biển ở dưới đuôi. Nó có rất là nhiều vị trí nó sẽ chỗ màu. Loại này thì quá là đã hot quá là nhiều rồi mọi người ạ. Một lát nữa sau khi quay ở ngoài xong cho mọi người coi rõ màu sắc hình thái của chim xong thì mình đưa vào nhà, rồi khi mà nó hot mình sẽ quay cho mọi người coi. Hot rất là mạnh nha mọi người. Và giá hôm nay thì vẫn là 250 một con nha. Rồi ok, con 7 màu số 1 nha. Rồi, tiếp theo con 7 màu chuyền số 2 nha mọi người. Đấy, ra màu hết rồi cho nên cứ yên chí về nuôi 100% chim trống nha. Rồi, tiếp theo con 7 màu số 3 nha. Rồi, ok, con 7 màu số 4 nè. Rồi, tiếp theo con 7 màu số 5 nha. Rồi, con 7 màu số 6. Để ý kỹ thì lứa 7 màu chuyền hôm nay quá đẹp đúng không mọi người? Con nào nó cũng chỗ nhiều màu rồi, người gọn gàng. Đấy, lông bóng mượt ôm sát người. Mà một hồi nữa cho mọi người coi cái độ hot của nó mới gọi là cháy máy. Rồi, ok, con 7 màu số 7 nha mọi người. Rồi, tiếp theo con 7 màu số 8. Đấy, có những con thì có thể cái bụng nó không chỗ ấy, nhưng mà nó chỗ ở sau đuôi ấy. Thì mọi người cứ yên chí nha. Đã mua chim ở đây mình báo con trống là chim nó đã ra màu rồi. Đấy, chẳng hạn như cái con này đi. Đó, cái cánh nó chỗ lông nhung rồi, màu đen rồi đúng không? Còn cái ở sau đít nó có chỗ nó lòi một tí màu xanh ra kìa. Đó, lòi xanh ra đó. Nói chung ở đây thì cứ yên chí nha mọi người, không có phải là chim chưa ra màu bán chim trống đâu. Đã bán chim trống là trên cơ thể nó đã có màu để nhận diện rồi.
Cứ yên tâm mà mua thôi. Rồi, tiếp theo con số 9 nha mọi người. Rồi, cuối cùng con số 10 nhé. Rồi, tiếp theo là loại hút mặt 5 màu nha mọi người. 5 màu bữa nay thì cũng đẹp bá cháy bò chét luôn. Đó, con nào con đấy bóng mượt mà màu đậm lắm nha. Đó, chim loại 1 nha mọi người. Đó, 300 ngàn một con nha. Đó, cứ nhìn đi đẹp lắm. Rồi, con 5 màu số 1 nha. Rồi, tiếp theo con chuyền số 2 nha. Đấy, 5 màu bữa nay là không đẹp là không lấy tiền luôn đấy chứ. Con nào con ấy đẹp mà tướng cao ráo đẹp trai lắm mọi người. Rồi, tiếp theo con 5 màu ở số 3 nha. Rồi, con 5 màu ở số 4 nha. Rồi, tiếp theo con 5 màu số 5. Rồi, 5 màu số 6 nha. Rồi, tiếp theo con 5 màu số 7 nha.
Rồi, tiếp theo con năm màu số 8 nha. Rồi, tiếp theo con năm màu số 9 nha. Đấy, con này bổi. Rồi, cuối cùng con năm màu số 10 nha.